Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động sau một thời gian tu luyện ở Hoang Điện thì được Phó Điện Chủ Ngộ Đạo giao cho trọng trách ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng với đệ tử của ba điện khác. Điều đáng nói là người chỉ huy nhiệm vụ lần này lại là Ứng Hoan Hoan, đệ tử của Thiên Điện đã có màn đấu khẩu với hắn khi trước. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ha ha, Lâm Động sư đệ yên tâm đi, đến lúc có chuyện chúng ta sẽ cùng chống đỡ. Lần này đệ coi như mở rộng kinh nghiệm là được rồi. Bên cạnh Ứng Hoan Hoan, hai tên nam tử đến từ Địa Điện và Hồng Điện cũng cùng phụ họa cười to nói. Chỉ có điều trong tiếng cười của bọn họ lại có thêm một chút đắc ý, nhìn đôi má xinh đẹp kia của nàng thiếu nữ, Lâm Động cũng cười cười, nói, ta nhớ là, hình như ngươi đã từng nói qua, nếu như ta có thể lĩnh hội Đại Hoang Vu Kinh, ngươi sẽ đáp ứng với ta bất cứ yêu cầu gì. Ứng Hoan Hoan sững người, khuôn mặt lập tức hiện lên một tia ửng đỏ, chợt cắn nhẹ hàm răng ngà, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Động, quay người lại, chỉ sợ ngươi không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi. Nhìn cô nàng vẫn phát ra một chút nộ khí xinh đẹp, Lâm Động mỉm cười, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không buồn tẻ như trong tưởng tượng a. Lần này nơi mà chúng ta đi gọi là Huyết Nham Địa, cách Đạo Tông khoảng 5 ngày lộ trình, bởi vì khu vực đó vừa đúng là nơi giao nhau của một vài tông phái siêu cấp, cho nên cũng trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý, thậm chí một vài tông phái còn niêm yết danh sách truy nã những kẻ hung sát cường hãn ở nơi đó, gọi là tông phái thông tập bảng, thường xuyên xuất hiện ở nơi đó nữa. Tông phái thông tập bảng, thân thể Lâm Động khẽ rung nhẹ một cái. Trong khoảng thời gian ở Hoang Điện này, hắn cũng đã có chút hiểu biết đối với Đông Huyền Vực, mà cái loại tông phái thông tập bảng này là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ phát hành. Những người có thể đăng tên trên danh sách này, không ai không phải là kẻ có thủ đoạn kinh người, đẳng cấp thực lực cao siêu. Tiền bối Chu Thông năm đó đã từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này, hơn nữa còn là danh xứng với thực đứng ở đầu bảng. Đương nhiên, đây là do Nguyên Môn tự mình tuyên bố. Về sau dưới sự phản đối của Đạo Tông chúng ta nên đã hủy bỏ rồi. Lâm Động ngạc nhiên chợt sửa khóc sửa cười, vì tiền bối Chu Thông này thật đúng là đi đến đâu cũng không an định. Sau khi đến Đạo Tông, việc hắn nghe được nhiều nhất e rằng là đủ loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này, nhưng mà bởi vì vậy cũng có thể nhìn ra được điểm đáng sợ của những kẻ ở trên tông phái thông tập bảng này. Có thể sau khi đắc tội với một vài tông phái siêu cấp vẫn có thể sống được tiêu tiêu sái sái, không chút bản lĩnh thực sự thật đúng là rất khó làm được chuyện này. Huyết Nham Địa cách Đạo Tông một đoạn không ngắn, mặc dù là tốc độ bay của Thanh Điều cũng rất nhanh, nhưng lộ trình này vẫn mất thời gian khoảng 5 ngày như cũ, sáng sớm ngày thứ 6 bọn họ mới đến nơi. Ngồi trên lưng Thanh Điều, Lâm Động bỗng có chút cảm ứng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy được ở nơi xa xôi phía trước vốn dĩ là rừng cây xanh um đột nhiên chấm dứt, một mảng lớn hỏa hồng sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, cái màu sắc hỏa hồng đó giống hệt như là mặt đất bị máu tươi thấm đẫm vậy. Một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt từ khắp mặt đất bốc lên, chỗ gần đầu của Thanh Điêu, Ứng Hoan Hoan cũng duỗi nhẹ tấm lưng mệt mỏi, chợt cười dịu dàng mà nói, đi chỗ quạng mỏ trước đi, Đạo Tông chúng ta có đệ tử đóng ở đó. Đối với những lời của nàng, hai người Khương Côn tự nhiên sẽ không phản đối, Lâm Động mới đến cũng chưa quen thuộc đường đi, cho nên phần lớn quyết định đều do Ứng Hoan Hoan tự định lấy. Lúc này bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan vỗ nhẹ, Thanh Điêu liền vỗ mạnh hai cánh cực lớn, chuyển phương hướng, tốc độ nhanh chóng nhanh hơn. Lần bay này chỉ mất nửa giờ, sau đó Lâm Động liền nhìn thấy một sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt. Bên trong sơn mạch, lờ mờ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và bóng người nghiêng nghiêng, địa điểm mà bọn họ đáp xuống vừa khéo là trên một bãi đá. Sau khi Thanh Điều đáp xuống không lâu, cách đó không xa có một âm thanh xé gió truyền đến, sau đó mười mấy bóng người nấp đến. Nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ, hiển nhiên đều là đệ tử của Đạo Tông, mười mấy người lướt đến đó lúc nhìn thấy Ứng Hoan Hoan. Sự cảnh giác vốn có trên khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sắc mặt cung kính, Hoan Hoan. Đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái với dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn, tuy rằng dung mạo của nàng ta không xinh đẹp bằng Ứng Hoan Hoan, nhưng lại có một khí chất nhu hòa. Lúc nàng ta nhìn thấy Ứng Hoan Hoan, trên gương mặt có chút mừng rỡ, xem bộ dạng này hiển nhiên là quen biết với Ứng Hoan Hoan, hì hì, Phương Tỷ. Lúc Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cô gái kia, cũng cười hì hì tiến đến. Phương Tỷ, đây là các đệ tử theo muội đi lần này, Khương Côn bọn họ tỷ cũng biết rồi, tên này là đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện, gọi là Lâm Động. Sau khi Ứng Hoan Hoan nói chuyện với cô gái mà nàng ta gọi là Phương Tỷ, ý ngón tay nhỏ nhắn liền chỉ về hướng Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện sao, nghe vậy. Vị Phương Tỷ kia hiển nhiên có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động, hồ nghi nói, chỉ là ngũ nguyên niết bàn sao, nói đến khu vực Huyết Nham Địa này thì tương đối hỗn loạn. Thông thường những đệ tử mà Đạo Tông bọn họ phái đến đây thực lực tương đối mạnh, giống như Lâm Động cái loại này, lại rất ít thấy. Đương nhiên, không chỉ là có Phương Tỷ, ngay cả những đệ tử Đạo Tông theo bên cạnh nàng cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Động, hiển nhiên không rõ vì sao lần này,
Đạo tông lại phái đến đây một đệ tử mới gia nhập yếu đuối như thế, tỷ cũng chớ xem thường tên gia hỏa này, hắn gia nhập Hoàng Điện chưa đầy một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, ngay cả Tường Hạo cũng không làm gì được hắn. Ứng Hoan Hoan hiển nhiên cũng biết rõ những gì trong lòng Phương tỷ suy nghĩ, liền thấp giọng nói bên tai nàng ta, hả? Phương tỷ thoáng biến sắc, thời gian chưa đến một tháng đã thăng tiến làm đại đệ tử thân truyền sao, tốc độ này khó tránh có chút khủng bố, xem ra Lâm Động này có lẽ cũng có chút bản lĩnh a. Đây là Nguyên Phương sư tỷ, cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Điện bọn ta, vùng khoáng sản này đều là do tỷ ấy quản lý. Ứng Hoan Hoan cười nói với Lâm Động, bái kiến Nguyên Phương sư tỷ. Lâm Động chắp tay chào cô gái kia, tuy rằng với thân phận đại đệ tử thân truyền Hoang Điện của hắn, căn bản không cần xưng hô nàng ta là sư tỷ, nhưng Lâm Động hiển nhiên cũng không cho rằng làm vậy sẽ tổn hại thể diện hắn. Lâm Động sư đệ khách khí rồi. Phương tỷ, mau dẫn bọn muội đi xem vấn đề xuất hiện lần này đi, nếu như lại là những yêu thú đáng ghét kia, vậy thì đừng trách tiểu cô nãi nãi muội đây hạ độc thủ. Bàn tay trắng như ngọc của Ứng Hoan Hoan hung hăng nắm chặt trước mặt, cử chỉ đó phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng khiến cho mọi người không nhìn được cười rộ lên một trận. Nguyên Phương cũng cười nhẹ, vỗ vỗ trìu mến cái đầu nhỏ của Ứng Hoan Hoan. Chợt ánh mắt nàng ta ngừng lại một chút, nói, vấn đề lần này có chút cổ quái, ta dẫn các người đi xem trước vậy. Nói xong, nàng cũng quay người lướt đi, đám người Ứng Hoan Hoan, Lâm Động cũng lập tức đi theo. Lúc bọn người Lâm Động vừa mới biến mất tại khu vực này, ở một đỉnh núi âm u xa xa cũng có một đôi mắt u ám, dần dần mất hút. Diện tích vùng niết bàn tinh khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất xa, năm đó lúc ở trấn Thanh Dương, hắn cũng từng phát hiện qua. Quạng mỏ Dương Nguyên Thạch, có điều nơi đó so với nơi này ngay cả một góc cũng không bằng. Sau khi Nguyên Phương dừng lại, một hàng người cũng dần dần tiến sâu vào quạng mỏ, màu sắc nơi đây so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm, cả vùng đại địa dường như muốn bố cháy lên vậy, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Bóng Nguyên Phương lướt qua, đột nhiên hạ xuống trên một tảng đá nhô cao, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Phía sau nàng ta, bọn người Ứng Hoan Hoan, Lâm Động cũng nhanh chóng hạ người xuống, ánh mắt trông về phía xa, phía trước thạch phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm, trong rừng rậm đại thụ mọc san sát nhau, những chiếc lá màu đỏ lửa bị cơn gió nhẹ thổi đi, lập tức vũ động ào ào, hệt như một biển lửa. Ánh mắt Lâm Động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm, chợt ánh mắt ngừng lại. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm kia lại có đến mấy chục luồng khí tức, những khí tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát. Hơn nữa mỗi luồng khí tức đều cực kỳ dũng mãnh, e rằng không thua kém chút nào người đã bước chân vào ngũ nguyên niết bàn, yêu thú sao? Lâm Động nhìn về phía Nguyên Phương, hỏi, hỏa tinh yêu viên, một loài yêu thú trong huyết nham địa, cực kỳ khó đối phó, một khi xuất hiện đều là tụ tập thành đàn, hơn nữa thực lực mỗi con đều vô cùng hung hãn, ở đây tối thiểu có không dưới 40 con, nếu như thực sự phải giao đấu, cho dù có thể đổi bọn chúng đi chăng nữa thì. Đệ tử của chúng ta ở đây e rằng cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Phương nhấn mạnh nói, Phương tỷ, trước kia vùng lân cận khu vực này có lẽ không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện thì phải, bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế, Ứng Hoan Hoan trong mày hỏi. Điều này ta cũng không rõ lắm, hơn nữa những hỏa tinh yêu viên này thường xuyên xuất hiện, quấy nhiễu chúng ta khai thác quạng mỏ, ta cũng là bị bức đến mức hết cách nên mới gửi tin tức về đạo tông. Nguyên Phương lắc lắc đầu nói, trong cánh rừng kia, có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú, Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn, tiếp tục nói. Yêu thú cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng của thiên địa, bọn chúng sẽ không tập trung vô duyên vô cớ, chắc chắn là có mục đích nào đó. Cánh rừng này trước kia chúng ta đã dò xét qua, cũng không có phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo nào, Nguyên Phương chau mày nói. Trước kia không có, cũng không có nghĩa là bây giờ cũng không có, Lâm Động giang tay ra nói. Bây giờ e rằng phải đi vào một chuyến mới biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, trong lúc nói chuyện. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào cánh rừng đỏ thẫm ở phía xa. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa ở đó dường như có dấu hiệu hỗn loạn cực kỳ mịt mờ. Đi vào đó ư, những hỏa tinh yêu viên trong đó không dễ đối phó đâu, Nguyên Phương nói, bọn người Khương Côn ở bên cạnh. Cũng gật gật đầu, muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên phong tỏa nhiều như thế là chuyện không đơn giản, hơn nữa không ai biết được bên trong cánh rừng rậm kia rốt cuộc còn có những gì nữa. Lâm Động hơi nhíu cặp mày, nếu như cứ xông thẳng vào thì có thể được. Nhưng mà bọn họ ở đây, có đủ tư cách đó e rằng cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi, giao cho ta đi, hà tất gì phải tranh cãi với những tên đần này, trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm. Ứng Hoan Hoan kia đã chậm rãi bước đi, nhẹ giọng cười nói, Lâm Động kinh ngạc một chút, nhìn đôi mắt to đen nhánh sáng người của thiếu nữ kia, cũng không nói thêm gì cả. Hắn sẽ không bởi vì tuổi tác nhỏ của nàng ấy mà có chút gì khinh thường gì, có thể trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện, nếu nói Ứng Hoan Hoan không có chút bản lĩnh thực sự. E rằng cái ngốc cũng sẽ không tin, thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động,
đã nhảy lướt đi, chốc lát sau đã xuất hiện giữa không trung phía trên cánh rừng, giơ đôi tay ngọc ra, một luồng nguyên lực như lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.